chết tiệt, dữ quá nhỉ. Con lớn chết rồi, giữ lại đời sau đi. Người ta là nhân viên bảo vệ rừng, sao lại không thể lên núi? Không phải, cậu ta dẫn theo người và mang súng đi săn sói rồi. Cảnh sát đến, nhanh lên. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Mãnh tử, đi đi. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đồ khốn. Dẫn đi. Đi. Trạm bảo vệ rừng. Mãnh tử, lên. Xin được xem ngang một tin khẩn cấp. Theo dự báo của bên khí tượng, từ đêm nay đến sáng mai, phía Bắc Thiên Sơn sẽ có bão tuyết mạnh. Một trận bão tuyết cực mạnh sẽ đổ bộ vào địa phương. Xin các ban ngành liên quan hãy làm tốt công tác phòng chống bão. Được, tôi sẽ về ngay. Sinh được 4 con. Tôi sờ bụng nó hình như vẫn còn một con nữa. Mà hôm nay trời lạnh quá. Cầm lấy. Anh ở đây trông chừng. Tôi quay về một lát. Lấy thau sữa đến đây, được. Đưa đây, thau đến rồi. Chăn đâu rồi? Dùng rồi. Dùng vào việc gì? Đại hoa sinh rồi. Sữa bột tôi để trên bàn đâu? Sữa bột tôi để trên bàn, đi đâu mất rồi? Tôi mua cái đó cho bố tôi đấy. Trong lòng ông, có phải bố tôi còn không bằng bầy chó đó không? Ông nuôi mấy con chó đó, nuôi còn hơn nuôi con người nữa. Đồ đàn bà ngu. Ông chết đi, ông nói ai là đàn bà ngu hả?
Hai chúng ta hôm nay đừng có sống nữa. Ai là đàn bà ngu, bỏ tay ra. Hôm nay hai chúng ta đừng sống nữa. Đánh đi, đánh đi. Cứ đánh thế này cả đêm không phân thắng thua đâu. Dùng cái này nhanh hơn. Hay là mượn súng của cảnh sát trưởng Lưu về. Nhanh hơn nữa. Đã bao nhiêu tuổi rồi, ngày nào cũng cãi nhau. Thấy phiền không vậy? Nhìn gì mà nhìn, nhóc hư. Cho thêm nhiều ớt đi ông chủ. Chị. Sao bây giờ em mới tới? Thì em đi vệ sinh mà. Lề mề cái gì thế, gói lại đi ạ. Thơm thật. Tính tiền bao nhiêu vậy? Người ta trả cho cháu rồi. Đi đi. Sao anh lại trả nữa thế? Bao nhiêu tiền tôi trả anh? Làm gì vậy, có sao đâu. Em múa đẹp lắm. Lần sau đi diễn nhớ gọi anh. Được, không thành vấn đề. Được, xa mấy anh cũng đi. Nói rồi đấy nhé, nhất định phải đi. Vậy tôi đi nhé. Đẹp vẫn còn ở phía sau cơ. Cái gì vậy? Không, không có gì. Bố. Ở đâu con có nó thế? Con nhặt được. Nhóc con này có duyên quá rồi. Cẩn thận người ấy nhé. Ai ạ? À? Chó cái. Chó ở đâu ra đấy? Mau đuổi nó ra ngoài đi. Mẹ xem nó đáng thương biết bao. Con tội nghiệp mẹ của con đi. Chê chó nhà này chưa đủ nhiều sao? Nhanh lên. Nhanh lên đi. Mày vẫn chưa chết à? Tao nhớ mày lắm. Có lạnh không? Chị đang làm việc à? Anh Chu, lòng dê tôi mang đến trại chó cho anh rồi. Tôi thấy muốn ăn ngon, vẫn là ăn với cơm nóng. Lại là giai đoạn khó khăn sao? Ngày ngày huấn luyện, không chịu đựng nổi. Cậu chính là cơn mưa khi hạn hán. Được rồi, những lời không cần nói thì đừng nói. Ai bảo anh không có tiền chứ? Cũng không thể bắt anh chặt đuôi chó. Miệng ăn nhiều quá. Anh Chu này, theo tôi thấy, anh đóng cửa trại chó đó đi. Ông chủ Tần đó chịu trả cho anh 3 triệu. Anh sẽ được sung sướng. Không cần phải làm gì cả. Ở đây tự hành hạ mình làm gì. Đến lúc đó thanh toán tiền lòng dê của tôi một lượt luôn. Tốt cho anh, cũng tốt cho tôi nữa. Không vội. Chờ thêm một thời gian. Một thời gian nữa. Một thời gian. Lần nào cũng nói câu này. Bố. Bố xem. Con vẽ cho tí hon mắt hai mí. Có phải đẹp lắm không? Theo chú thấy, nếu cháu có tiền thì bảo bố cháu dẫn cháu đi làm mắt hai mí đi. Nhìn cặp mắt hí của cháu kìa. Cái cậu này ăn nói kiểu gì vậy? Mắt con cái tôi nhỏ nhưng sắc bén. Cặp mắt đó dọa người. Bố, phải làm gì với nó đây? Giữ lại cũng không có vấn đề, nhưng phải huấn luyện nó. Con thấy bố huấn luyện mấy con chó kia tội nghiệp quá đi. Tí hon là thú cưng của con. Chó mà không huấn luyện thì giống như người không đi học vậy. Không có bản lĩnh, không có tri giác. Vậy được, con muốn gọi nó là Rambo. Tên gì cũng được. Đứng yên. Nào. Có được không vậy? Quan trọng là phải có bản lĩnh.
Anh Chu à, anh siêu thật đấy. Nào Rambo tiến lên. Giỏi lắm. Chó ngoan. Giỏi lắm, chạy. Chạy nào. Rambo. Nhanh lên. Chó tốt. Rambo, về nhà. Một năm sau. Một tiếng thét bên ngoài lều. Rambo. Dừng tay, có chó, chạy mau. Đứng lại. Đứng lại. Của anh, ông chủ Tần đồng ý mua nó rồi. Ngày mai sẽ đặt tiền cọc. Còn một tin tốt nữa. Tên trộm cây mà anh bắt được chính là thủ phạm trong vụ án mà chúng tôi muốn phá. Tên khốn kiếp đó đã chặt 5 cây bạch quả, cuối cùng cũng bắt được hắn rồi. Tên đó rất xảo quyệt. Lần này cậu lập công rồi. Lập công gì chứ? Anh có biết cái tên đó là ai không? Là ai? Trương Siêu, anh em của Trương Bưu. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Sau này sẽ tìm anh uống rượu. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Sữa mẹ đây, sữa mẹ đây. Giao như vậy cũng được. Sữa mẹ tự nhiên đây. Nếu có cô gái nào đến, anh cũng giao như vậy ư? Anh không bán trại chó đó nữa à? Con người của anh kỷ luật. Không phải là anh bảo tôi tìm ông chủ Tần giao bán sao? Hơn nữa, tiền đặt cọc anh cũng đã dùng rồi. Tiền tôi nhất định sẽ trả. Đây không phải vấn đề tiền bạc, là vấn đề danh dự. Anh bảo tôi sau này làm sao làm người đây? Tôi đã suy nghĩ rồi. Nói thật, rừng thì quá rộng lớn, không còn chó nữa, tôi không trông nổi. Hơn nữa, không còn chó nữa, cậu sẽ mệt đấy. Dẹp đi. Xem bộ dạng tệ hại của anh kìa. Được rồi, để tôi nói chuyện lại với ông chủ Tần vậy. Anh Chu à, còn chuyện này tôi phải nói với anh. Trương Bưu được thả ra rồi. Cậu ta được thả thì sao chứ? Tôi là nhân viên bảo vệ rừng. Tôi biết là không thể săn bắt sói được. Tôi không nói với anh về chuỗi thức ăn. Năm đó Trương Bưu xảy ra chuyện. Vì chuyện này mà cha anh ta qua đời. Hai cha con đến gặp mặt nhau lần cuối cũng không được. Tiếp đến em trai anh ta lại vào tù. Hiện giờ mẹ anh ta còn đang nằm trong bệnh viện. Tên đó ở trong tù nói không ít lời hằn học đâu. Anh cẩn thận một chút. Chú Lưu. Súng. Cái gì? Súng ấy. Cháu đùa cái gì vậy? Đưa súng cho cháu làm gì? Cháu là trẻ con mà chơi súng cái gì? Hồi trước chú cho chị cháu chơi thì được, bây giờ cháu mượn chơi không được à? Cháu cũng muốn chơi. Chị cháu là lúc nào cơ chứ? Bây giờ không được. Cầm chặt súng. Cháu làm vậy là tấn công cảnh sát đấy. Chú Lưu à, mấy động tác căn bản này để cháu dạy cho. Đường 3 điểm. Kỹ thuật bắn của anh vẫn không kém đi là bao. Khẩu này còn xịn hơn khẩu cũ. Anh à, sau này chúng ta săn thỏ đi. Đừng săn sói nữa.
Săn sói là phạm pháp đấy. Còn người thì sao? Anh à, bắn người không tốt đâu. Nếu anh lấy mạng người ta, công an sẽ lấy mạng của chúng ta đấy. Mạng của chú lão cẩu thì là mạng. Mạng của bố tôi thì sao? Anh à, em nói anh nghe. Bắn người chỉ bằng đánh vào trái tim của người đó. Chuyện mấy con chó tôi sẽ tự giải quyết. Anh đừng làm chuyện gì ngốc nghếch đấy. Bố, Rambo biến mất rồi. Cậu xem, đây là cái gì? Nhặt được trên tuyết đấy. Thuốc gây mê. Anh bưu thưởng cho cậu. Đi gọi ông Chu đến đây. Cái gì? Sao tôi gọi ông Chu đến được? Còn nói thẳng là đến ăn thịt chó. Với tính tình của ông ấy, chắc là tôi sẽ trở thành thức ăn cho chó mất. Có phải cậu là đồ ngốc không? Cậu cứ phải nói là đến ăn thịt chó sao? Cậu nói là con chó đang ở đây, tôi không tin là ông ta không đến. Được rồi, ông Chu đồng ý rồi. Được cái gì? Chó sổng chuông rồi. Đuổi theo. Cậu còn leo lên đó làm gì? Đuổi theo nhanh lên. Đến đây, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Nó chạy lên mái nhà rồi. Anh mà lên đó sẽ sập đấy. Mau chặn lại đi. Chạy nhanh lên, đuổi theo. Đồ chó ngu, chạy hả? Để xem mày còn chạy đằng nào. Chạy đi, chạy đi. Chạy nữa đi. Chú đến rồi à? Mời vào. Người đâu? Chú đừng vội, sắp đến rồi. Chú ngồi đi, ngồi đi. Vẫn ổn chứ? Đời người như mơ, nắm bắt mà làm. Là anh làm hay là tôi làm? Rambo đâu? Đã bao nhiêu năm rồi? Anh sao vậy? Hễ gặp mặt là nhắc đến chó này chó nọ chẳng thú vị gì. Chẳng dám uống rượu, không dám ăn thịt. Anh có còn là thằng đàn ông không? Anh Chu à, tôi thấy anh đâu phải thích chó. Anh là thích ăn thịt chó. Mùi vị của Rambo thế nào? Ngon lắm phải không? Tao giết mày. Tao giết mày.
Chú à chú. Bỏ ra. Bố. 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 Bố không sao chứ? Được rồi, để tao xem. Để tao xem nào, giỏi. Rambo, đi. Là thế này. Chạy đi. Bảo mày chạy đấy. Mau đuổi theo. Đuổi theo. Để tao xem mày chạy đi đâu. Qua bên kia đuổi theo. Nhanh lên. Nó chạy mất rồi. Không nhìn thấy nó nữa. Làm sao đây? Thịt dê có giống như thịt chó không? Thêm chút rượu vào và giấm nữa, không thành vấn đề. Anh nghe em nói. Hai chú dê con lên núi. Hai cô gái đang nhìn tôi. Tôi muốn đến bên nàng, nhưng có mẹ cô ấy trông chừng. Trưởng thôn, cảnh sát trưởng Lưu, đi đâu đấy? Trưởng thôn à, vụ súng có tin tức gì không vậy? Vẫn chưa. Thế này, có tin gì lập tức báo cho tôi ngay. Được, không thành vậy. Sau khi tan ca, tôi đến nhà anh ăn nhé. Tôi mang rượu, anh làm gì ăn đi, ngon một chút, đừng thịnh soạn quá. Thơm quá. Anh Chu, anh cũng ăn một ít đi. Nào. Tôi ăn thử xem. Thơm quá đi. Anh Chu à. Trương Bưu, kiện anh đấy. Kẻ xấu đi kiện trước. Tôi thấy thế này đi. Anh cứ bồi thường tiền thuốc men cho người ta. Không đền. Anh có thái độ gì vậy? Cẩn thận tôi bắt anh đấy. Anh xem bộ dạng tệ hại của anh kìa. 1.000 tệ. Xem như tiền thuốc men cho tên Trương Bưu đó. Anh cầm đi. Tiền này có thể lấy. Trương Bưu thì bỏ đi. Ý anh là sao? Xem như tiền thịt dê đi. Trả tôi. Trả cho tôi. Hay là để tôi thay anh trả hắn vậy. Xem như là anh trả. Thịt dê tôi phải ăn nhiều một chút. Mày sủa gì? Mày muốn ăn à? Anh Chu à, hôm nay Rambo làm sao thế? Cái bát cậu dùng là của nó. Anh Chu, anh lấy bát của chó cho tôi ăn sao? Chó còn sạch sẽ hơn người. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Vậy bao nhiêu tiền? Nhiều chó như vậy, ít nhiều gì cũng phải 1-2.000. Được. Tiền đâu? Dùng rồi. Dùng vào việc gì? Chó bị bệnh. Sao mấy con chó đó của ông không chết hết đi cho rồi?
Dùng một chút có làm sao đâu, cũng không phải là không trả. Trả sao? Ông lấy gì mà trả đây? Ông lấy gì mà trả? Trại chó của tôi trị giá trên cả triệu. Chút ít tiền đó của bà có đáng là gì? Tiền triệu gì đấy khoan nói đến. Ông trả cho tôi trước 2.000 đi. Đó là tiền học phí của Lâm Lâm, tiền học đấy. Chú lão cẩu, ông nhìn xem căn nhà này thành thế nào rồi. Bỏ thuốc độc, đánh thuốc mê, bây giờ súng cũng có luôn. Cả nhà đều cùng ông đắc tội với người ta. Ông làm cái gì vậy hả? Ông sẽ liên lụy cả nhà này. Sao ông phải gây hấn với hắn chứ? Tôi có gây hấn với hắn đâu, là tự hắn gây mà. Dù sao ông cũng rơi vào hắn. Hắn không có gây với tôi, hắn gây với pháp luật. Ba mẹ con tôi đều lo lắng phập phồng theo ông. Không thể sống như vậy được nữa. Không sống được thì cút đi. Chú lão cẩu, nhà họ Chu ông có phải do chó sinh ra không vậy? Từ sáng đến tối chỉ biết đến chó, chó. Có thể làm chút chuyện gì không? Ông được lắm chú lão cẩu. Ông được lắm. Anh đưa tôi 2.000, còn thừa lại 166 tệ. Anh đếm đi. Anh Chu, sao rồi? Ông chủ Tần, có tiền rồi à? Xem ra nợ của tôi nên trả rồi phải không? Tôi đi đây, được. Ông chủ Tần, xin lỗi, vẫn chưa đủ tiền. Anh Chu, vậy tiền lòng dê của tôi, anh cũng nên trả rồi chứ? Không có đủ. Anh nói phải làm sao đây? Ba ngày. Anh cho tôi thời gian 3 ngày, nhất định sẽ trả. Anh Chu à, nể tình chúng ta là đồng hương. Được, tôi tin anh thêm một lần. Chỉ 3 ngày thôi. Vâng, được, đi thôi. Đi. Được rồi, đi thôi. Anh ta nợ tôi hơn 2.000 đấy. Đi thôi, đi thôi. Bố, con đi trước đây, buổi tối có buổi diễn. Ừ. Đi, đi về trước. Thế chấp nhà, tình hình nhà chúng ta hiện giờ thế nào? Không phải em không biết, bán được một con hay một con. Nhà mình nhiều chó như vậy, có phải con mình nó đâu. Mấy con chó trong chuồng bệnh chết lên chết xuống, ai mua chứ? Ai thích thì mua, em không bán Rambo đâu. Em không bán Rambo đi chứ gì. Em không bán nó đi, đợi mẹ chúng ta đi rồi. Em khóc cũng không kịp. Chị nói với em bao nhiêu lần rồi, nhà ông chủ của chị giàu lắm, Rambo qua đó sẽ không chịu thiệt đâu. Chỉ cần em lên thành phố thì sẽ thấy nó thôi. Khóc, chỉ biết khóc thôi. Chị nói cho em biết, em có khóc cũng vô dụng, khóc chị cũng bán nó đi. Thank you.
Cái này tôi nhờ người ta viết hộ. Tiền và nhà thuộc về bà và con. Nợ tôi lo. Trường Bưu còn gây sự nữa sẽ chỉ nhắm vào tôi. Tôi đánh bà là tôi sai. Làm gì vậy? Tôi ly hôn với ông Chu rồi. Cậu còn muốn làm gì nữa? Nói đi. Còn muốn làm gì nữa? Cái nhà này của chúng tôi đã tan nát rồi. Nhưng chị vẫn còn gia đình. Còn tôi? Chú lão cẩu hại nhà tôi thành như thế nào? Không phải chị không biết. Bố tôi chết rồi. Em trai tôi thì bị anh ta hại vào tù. Còn tôi thì từng vào tù. Đi tìm đi. Tìm cái quái gì? Giống như chó vậy, biết nhà sẽ tự quay về. Anh cũng vậy. Anh đánh người ta làm cái gì? Nói lời mềm mỏng không phải xong rồi sao? Anh Chu, đã lớn tuổi thế này rồi còn cãi nhau làm gì? Anh nói xem sau này anh một mình sống thế nào đây? Chó còn phải có ổ chó, có chó đực có chó cái. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đi tìm người về. Có nghe thấy không? Đi tìm người về. Tôi nói anh không nghe thấy sao? Anh xem bộ dạng tệ hại của anh kìa. Có đi tìm không? Chuyện này của anh tôi không lo nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi không lo chuyện này nữa. Anh xem bộ dạng tệ hại của anh đi. Bố con về rồi. Ừ.
Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em gái con. Bố đã vác tuyết từ trên núi xuống cho nó. Mẹ con không ở đây. Con tắm rửa cho nó đi. Xem như là đón sinh nhật rồi vậy. Vâng. Nhóc con này, mày cũng muốn tắm à? Rồi, được rồi. Chu Tùng, cô cẩn thận một chút. Trương Bưu định làm gì cô đấy? Còn có em gái cô nữa. Cô cẩn thận một chút. Này, anh giúp tôi một việc. Ngày mai hẹn Trương Bưu đến nhà hát giúp tôi. Được, được, tôi sẽ cố gắng, sẽ cố gắng. Được, cảm ơn. Đây, cuộc đời như mơ. Tốt lắm. Anh à, chú Trương, có chuyện gì? Gọi chú cái gì chứ? Gọi anh thôi, gọi anh ư? Vậy ý của anh là anh gặp bố tôi sẽ phải kêu là chú à? Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì, mau nói đi. Không có chuyện gì. Tôi anh thích tôi phải không? Cái gì? Anh tôi đẹp trai thế mà thích cô sao? Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy. Vậy phải xem anh có thể làm gì cho tôi. Hái tuyết liên trên núi Côn Lôn, bắt thủy quái ở hồ Canas, chuyện gì cũng được. Những thứ này đều không cần. Tôi chỉ thích múa. Nếu anh có thể giúp tôi tham gia cuộc thi múa, tôi sẽ suy nghĩ. Tiền ghi danh, tiền hướng dẫn, còn có tiền ăn ở là 10.000. Anh có không? Tạm biệt. Chu Tùng, đừng quên, tôi từng theo học Lưu sở trưởng đấy. Cô gái này ngầu thật đấy. Đẹp quá. Anh, không phải thật sự là phải lòng cô ấy chứ? Thế nào? Tôi thích mẫu con gái như thế đấy. Anh, cái này anh định làm gì? Vứt đi. Sao? Cậu muốn uống nó à? Đồ ngốc này. Uống thì uống. Acid carbonic, acid sulfuric đều là acid. 10.001. Là ý gì chứ? Em là một trong 10.000. Từ đâu mà có được? Anh đã bán nhà. Vậy cho dù tôi đồng ý thì cũng cần bố tôi đồng ý nữa. Chú Chu, những thứ này đều là tôi mua để hiếu kính chú. Mấy thứ đó cũng vậy. Cậu đợi một chút. Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu gọi tôi là gì?
Chú Chu, tôi đến là để nhận sai với chú. Trước kia đều là lỗi của tôi. Tôi chính là đồ ngốc, người lớn không chấp trẻ nhỏ. Tha thứ cho tôi lần này đi. Tôi và Tùng Tùng yêu nhau. Cô ấy muốn tôi đến xin ý kiến của chú. Trương Bưu, cậu hại chó của tôi, hại cả nhà tôi, còn muốn hại con gái tôi nữa ư? Cậu là đồ khốn. Chú Chu, tôi và Tùng Tùng là thật lòng yêu nhau. Cút đi. Nếu Tùng Tùng đã đồng ý rồi, vì sao chú không thể đồng ý chứ? Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi gả cho chó cũng không gả cho cậu. Lão Chu cậu, ý ông là gì hả? Ông đừng có ép tôi. Ép tôi thì chuyện gì tôi cũng dám làm đấy. Lại đây, bây giờ tôi liều mạng với cậu. Ông lại đây. Ai sợ ai chứ? Rambo tiến khách. Ông muốn làm gì? Chó. Ông muốn làm gì chứ? Anh à, mau đi thôi. Ông đợi đó cho tôi. Ông đợi đó. Cái thứ chó cũng không bằng. Buông ra. Ông là ai? Tôi là bố nó. Chuyện Trương Bưu là thế nào? Chuyện gì là thế nào chứ? Anh ta thích con có cách gì bây giờ? Hắn ta tìm bố hỏi cưới con là có ý gì? Anh ta là người thế nào bố không biết sao? Con có thể làm gì? Nếu con không hứa hẹn với hắn ta, hắn có thể đến làm vậy sao? Chu Quảng Sinh, trong lòng bố chỉ có đàn chó và khu rừng của bố. Trong lòng bố có con không? Bố quan tâm đến con sao? Bố ly hôn với mẹ con, bố từng nghĩ đến cảm nhận của con không? Bố xem, những người bố chọc vào không chỉ làm tổn thương con và mẹ, làm tổn thương đến cả Lâm Lâm nữa. Bây giờ còn bày ra điệu bộ làm bố, bố căn bản không có đủ tư cách. Đứng Hào Kiệt không thể cười thoải mái. Tiểu Đường Nhi bị ta dọa sợ. Ngựa đạp năm doanh, ai dám ngăn cản? Kính Đức bắt ta không trách. Ta chỉ buồn chúng anh tài ngõa cương. Nhớ năm đó lần lượt cùng kết bái. Chú lão cẩu, có phải ông bị chó nhập hồn vào rồi không hả? Từ sáng đến tối chó cả ngày. Anh xem bộ dạng tệ hại của anh kìa. Ông đừng có ép tôi. Ép tôi thì chuyện gì tôi cũng dám làm đấy. Chú Quảng Sinh, bây giờ còn tới đây bày ra điệu bộ làm người bố. Bố căn bản không có đủ tư cách. Đi làm gì? Mẹ không biết đâu. Không sao chứ? Không sao đâu. Tấm thẻ này mẹ cầm đi. Đây đều là tiền con để dành. Mẹ muốn ăn cái gì thì mẹ mua. Không, con biết mẹ không xài tiền mà. Mẹ nói này, nếu con thật sự hiếu thảo thì lấy số tiền để dành này, sớm cưới một đứa con dâu về cho mẹ. Bằng không, khi mẹ qua thế giới bên kia gặp bố con, mẹ cũng không biết ăn nói sao với ông ấy.
Đến muộn rồi. Vì đứng xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để mua được canh hoàng tử này đấy. Hôm nay con trai tôi đã đến. Con trai bác sao? Tôi không có gì để nói với anh. Anh dừng xe lại. Tôi muốn xuống xe. Dừng xe. Anh dừng xe lại. Anh dừng xe lại. Làm gì thế? Dừng lại. Hai người đừng có lộn xộn nữa được không? Nói gì thế hả? Các người đã đủ chưa? Tôi muốn xuống xe. Em ngồi yên. Bỏ ra, ngồi yên. Anh lấy ở đâu ra thế? Cậu đừng quan tâm. Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Cảnh sát. Anh cảnh sát, anh có chuyện gì không? Đèn đỏ không đi, đèn xanh cậu cũng không đi. Tín hiệu đèn không có màu nào cậu thích hết hả? Không phải, do anh qua đây, tôi mới không đi đấy. Cậu không đi, tôi mới qua đấy. Không có chuyện gì thì mau đi đi. Đúng rồi, nó nói, nó phải đi xa. Nó cho tôi, nó nói sẽ không xảy ra chuyện gì chứ nhỉ? Anh mở trói cho tôi đi. Tôi không chạy đâu. Tôi chạy cũng không lại các anh. Cầu xin anh đấy. Nhìn cô kìa. Nghĩ cũng thật hay. Nói cái gì đấy? Thật ra em cũng nghĩ như vậy. Alo. Xảy ra chuyện rồi. Không thấy Tùng Tùng đâu. Con chưa từng thấy chị ấy khóc. Chị con không có phép tắc gì cả. Đều trách mẹ con dạy không tốt. Bố còn trách mẹ. Bây giờ mẹ ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ của Trương Bưu đấy, bố biết không? Lâm Lâm, bám chắc. Bố. Chú Bưu. Chú Bưu, chú thả tôi ra đi. Tôi cầu xin chú, tôi cầu xin chú. Tôi thoát rồi, bảo đảm không nói bất kỳ điều gì. Chỉ nói chúng ta đùa nhau thôi. Chú Tùng. Gọi là anh đi. Em yên tâm. Anh sẽ không làm hại em. Sao bố lại chảy máu chứ? Con không sao chứ? Con không sao. Bố thế nào? Bố bị kẹt rồi. Mau lấy điện thoại gọi người đến. Bố. Không có tín hiệu bố ơi. Có sói. Bố, đừng sợ. Bố, đừng sợ. Bố, chúng ta chạy đi. Con người, sao có thể chạy nhanh hơn sói? Vậy chúng ta làm thế nào? Sói sợ ánh sáng.
Lâm Lâm, kéo cửa sổ xuống. Bố, kéo xuống. Rambo, có thể tránh được kiếp này hay không đều trông cậy vào mày đấy. Tao sẽ dùng đèn xe mở đường cho mày. Rambo, xuống xe. Rambo, về nhà. Lâm Lâm, kéo cửa sổ lên. Vâng, kéo cửa sổ sau lên. Chị dâu, Lưu Sở, xảy ra chuyện rồi. Không thấy ai cả, điện thoại cũng không gọi được. Làm sao đây? Rambo, tiêu rồi. Được, 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 tôi hiểu rồi. Chị dâu, tìm được rồi. Thông qua tập hợp máy ghi hình giám sát, ba người họ đã đến hẻm núi lớn. Hẻm núi lớn, chị nói với em Trương Bưu nghe lời mẹ hắn ta nhất. Thế này đi, em đưa chị đến bệnh viện, rồi chúng ta đi hẻm núi lớn. Anh dẫn em đến hẻm tình nhân chính là muốn để ông trời làm chứng. Anh thích em. Tôi Trương Bưu là thật lòng thích Chu Tùng. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Trương Bưu anh trước đây không được xem là người tốt, nhưng hôm nay anh xin thề, anh nhất định sẽ thay đổi. Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ đối xử tốt với em. Một đời một kiếp, chỉ đối tốt với một mình em. Em hãy cho anh một cơ hội đi. Mẹ à, Bưu, con đi xa là đi đến nơi nào thế? Con có biết người điều dưỡng mẹ nói là ai không? Bản thân chúng ta sai thật rồi, sai thật rồi. Không thể lại gán sai lầm cho người khác nữa. Xảy ra chuyện rồi, cảnh sát Lưu nói bị kẹt ở rãnh sói hoang rồi. Cái gì? Rãnh sói hoang sao? Bố, 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 bố đừng như vậy. Ha ha ha!
Rambo, cắn mạnh vào. Đưa súng cho anh tránh ra, đưa cho anh không nên bắn nữa sẽ bị xử nặng hơn đấy. Bỏ ra, anh à, bỏ ra. Chu Tùng, em bảo trọng nhé. Cảnh sát Lưu, sói là tôi bắn, bắt tôi đi. Sau khi trải qua một hồi sống chết, tôi lại nhớ đến lời của bố. Bố nói, chó khóc là sợ sói, sói khóc là sợ người. Người khóc thì sao? Có thể là sợ cả sói và chó đều không còn. Từ từ mọi thứ đều không còn nữa.